Hello mọi người. Vâng, cây dao này nó rất là đẹp nhưng nó đéo liên quan. Chúng ta sẽ cùng đến với cái món hàng chính ở đây. Đây là món đồ mới từ bên YouTube gửi về và anh em biết là bên trong nó có cái gì rồi. Mình làm ra vẻ bí ẩn thế thôi. Vâng, mình sẽ mở hộp. Vâng, các bạn đợi mình một lát. Mình sẽ khui từng cái một. Để các bạn xem. Ui, khui một tay hơi bị khó anh em ạ. Vâng. Từ từ. Bóc zin em nó. Đây là lần đầu tiên mà mình phá zin các kiểu. Lần đầu tiên ấy, mình chưa có cái gì mà phá zin đâu. Chưa phá zin ai bao giờ. Vâng, không biết là có mệnh tay hay không. Vâng, vừa quay vừa mở hộp thì nó khá là khó khăn anh em ạ. Tại vì không có ai quay cho mình. Mình phải tự tay mở hộp. Rồi, ok, con dao này nó rất là sắc bén. Các bạn đợi một lát. Vâng, một tay quay, một tay mở. Đúng đậm chất quay tay. Đâu rồi, đường ra của mày ở đâu? Vâng, bên này. Vâng, cuối cùng cũng mở được em đó. Không biết là em bên trong có sứt mẻ cái gì không? Ủa ơi. Ủa ơi, các bạn đợi một lát. Vâng, nó đây. Kinh. Và chúng ta sẽ bỏ cái hộp này đi. Vứt nó đi. Đéo liên quan. Đây là cái những cái túi ni lông để cái gì đấy. Đéo liên quan, vứt luôn. Vâng, chúng ta sẽ đến với cái nhân vật chính của chúng ta. Vâng, mình chờ đợi cũng khá là lâu. Con hàng này thì cũng tầm hình như là 3-4 tháng rồi thì phải. Vâng, rất là đẹp. Đấy, những cái xung quanh thì nó không liên quan đến. Thôi đi, chúng ta sẽ cùng mở ra. Cái này thì nhiều người đã sâu rồi, mình cũng không muốn sâu làm cái gì. Nhưng rất nhiều anh em bảo là sâu anh sâu nút bạc đi. Thì mình sẽ sâu cho các bạn xem. Rồi, từ từ bỏ mẹ đi. Không quan tâm. Mình chỉ quan tâm những cái thứ bên trong thôi. Vâng, đây là nút bạc của mình. Tuyệt vời. Vâng, nhìn trên mạng thì nó khác mà bây giờ tự tay bóc zin thì nó khác anh em ạ. Còn bên sau, ở sau thì nó cũng không có gì anh em ạ. Còn đây là nốt bạc của mình. Chất trời người rơi. Vâng, người nó rất là thơm anh em ạ, nhưng không ăn được. Nhân tiện ở clip này thì mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Vâng, chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Nó cũng bình thường như thế này thôi. Cũng không khác gì những cái YouTuber khác đã đạt được cái nút này. Vâng. Ở bên trong thì cũng không còn gì khác. Chỉ có những cái này thôi. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye mọi người.